sản phẩm đẩy LA400 van TD6 Plus Luxury đời cao các bác nhá, phiên bản mới nhất này. Mic không dây bãi BBS hàng xịn các bác nhá. Một cặp 450C đẹp xuất sắc. Tem zin nó chỉ hơi sức nhỏ xíu thôi, em vẫn để tem zin. Đó. Cặp loa tuyển chọn các bác nhá, nên nhớ là hàng tuyển chọn bên Ngọc Quang. Giá tại cửa 5,5 triệu. Và những sản phẩm kia, tổng giá trị một sản phẩm này rơi vào chưa đến 14 triệu ạ. Và bên ngoài này em vừa cho anh em tháo bán cho các khách chuyên đi sự kiện những quả bát PA Crown tháo ở thùng nhá. Đấy, và tép của nó kìa. Đấy. Và khách này chuyên đi đám cưới, loa đài đám cưới. Cái này có cơ về thiết kế làm array thì nó là xịn sò rồi. Chỉ có cái vỏ các bác là vỏ mới, vỏ gióng, vỏ đéo. Nó là dày nhưng mà ruột thì nó là xịn rồi nhá. Vì đây nó là được sử dụng ruột bãi. Đấy, các bác mà chơi sành mà các bác muốn thiết kế array mà chất lượng thì sử dụng những cái ruột gan của những dòng lo bãi này thì nó là đẳng cấp. Còn nếu mà các bác mua dòng ray mà được bát thùng phân tần mà của bãi thì nó nhiều tiền vô cùng luôn. Đó, như thế này các bác rất là tiết kiệm được tiền rất là nhiều và được chất âm hay, nhưng các bác sẽ phải sử dụng là cái thùng gióng ruột xịn. Ngọc Vàng nói rất rõ quan điểm của anh nhá. Rồi, bên trong này là bộ sản phẩm. Em lại test tiếp nha các bác nhá. Vì tranh thủ cái lúc em đang test thì bác khách đã chuyển ra ngoài kia thì em ra quay sợ các bác đi mất. Quay trở lại chuyện ngắn tình anh rồi nhớ tiếng tư. Rất là ngọt. Các bác dùng gia đình 450C và đẩy LA đan kinh, đẩy vang TD mic bãi L1 2 4 5 6 7 8 9 10 L1 2. Chất âm của hàng mic bãi thì luôn luôn đưa ra một chất âm thật là tuyệt vời, ấm áp đầy đặn. Các bác hát rất là dễ. Đấy, hàng chất lượng xịn sò như vậy, bên em rất sẵn các sản phẩm chất lượng cao. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang, Cao Ngọc Quang, với hai số máy trên tấm biển này. Xin trân trọng cảm ơn các bác. Đấy, tên đầy đủ của em là Cao Ngọc Quang và với thương hiệu là Ngọc Quang Bắc Giang. Đã làm lên thương hiệu trên 63 tỉnh thành, được các bác trên mọi miền Tổ quốc thương yêu, tin tưởng đặt hàng bên em. Trân trọng một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bác.